Em hiện đang uống cái vi tạo này của Hazari nha mọi người. Đây là một sản phẩm mà giúp trẻ hóa cũng như là giúp tăng cường sức khỏe cho chúng ta rất là tốt. Bởi vì là người Nhật người ta có thói quen là làm đẹp bằng tảo, uống tảo mỗi ngày để cho cơ thể của mình được xanh khỏe và đồng thời là tăng sức đề kháng, trẻ khỏe, tái tạo tế bào, làm đẹp da, căng bóng da. Uống vi tạo này, một ống này của em nha, sẽ bằng cái hàm lượng của mọi người uống hẳn một cái hộp tảo to đùng mà 2.200 viên đấy mọi người, cái hộp tảo xoắn ấy đó, thì hẳn một cái hộp đó mới bằng cái hàm lượng có ở trong cái ống này của em. Cái này là siêu vi tạo nhá, hàm lượng của nó lên tới tận 300 triệu hàm lượng tảo ở trong đây đó, nên là nó sẽ giúp cho trẻ hóa cơ thể của mình rất là tốt, vừa làm đẹp da này, tóc này, móng này, rồi giúp cho cơ thể của mình lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Và uống cái này vào buổi sáng rất là tốt nha, mọi người nhớ lưu ý uống buổi sáng cho em, da rẻ khác bọt ngay. Một hộp của nó sẽ gồm có 10 ống và mọi người có thể uống liệu trình là 3 hộp liên tiếp và sau đó là mình có thể ngưng. Thì cái này uống rất là ngon và vị rất là dễ uống, như là kiểu em uống kiểu như là có vị của mơ ấy, đấy, rượu mơ lên men ấy, kiểu kiểu dạng như thế, nhưng mà nó uống rất là ngon. Đây em có thể uống cho mọi người xem nha. Cực kỳ là dễ uống luôn, như bình thường các loại tảo trên thị trường của Nhật. Em ví dụ như là cái hộp tảo xoắn đấy, mọi người uống sẽ có vị tanh đúng không? Nhưng mà riêng siêu vi tảo của Hazari nhá, không hề tanh một chút nào, không hề có một mùi tanh gì của tảo đó. Nên nó rất là dễ uống mà không sợ bị mùi luôn. Uống cái này là mình sẽ có tràn đầy năng lượng để làm việc cả một ngày luôn, cực kỳ là khỏe nhá. Giúp mà kéo dài tuổi thọ cũng như là làm trẻ hóa cơ thể từ sâu bên trong nha mọi người. Siêu dễ uống, siêu ngon nha. Em có giá rất là ưu đãi cho mọi người. Nếu như ai muốn trải nghiệm siêu vi tạo của bên nhà em thì inbox cho em nhé.